Lan là điểm đến yêu thích, Thái Lan là thiên đường du lịch, Thái Lan là sexy show đã lắm, Thái Lan là sexy show đã lắm, rẻ lắm, để cho con mình Thái Lan kiếm gái là đúng bài. Nhiều khi mình nói tự mãn chứ trên đời không có Trung Quốc chắc Việt Nam là bá chủ, đúng không? Tự nhiên cái thằng kia nó đang mở nhà hàng ra, nó đón mấy đoàn tour đó, xong rồi qua rồi tẩy chay nhà hàng nó luôn, mày bán hàng cho tàu, tao tẩy chay mày. Oh my god. Thái Lan là du lịch nó hơn Việt Nam ở chỗ nó không có mấy thằng trẻ trâu vậy, đúng không? Anh chưa thấy mấy thằng trẻ trâu vậy, còn Việt Nam anh coi mở mồm đó, nó bán nước cho tàu. À, xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog. Trong vlog này, Duy sẽ nói về cái du lịch Thái Lan hiện tại đang hơn Việt Nam ở những điểm nào. Nói về du lịch đó, thì Thái Lan là một trong những quốc gia có nền du lịch mạnh ở trong Đông Nam Á. Điều này Việt Nam rất là thèm thù, thèm lắm bạn. À, cái lượng khách đi đến Thái Lan trung bình một năm nó khoảng 45-50 triệu. Việt Nam mình năm ngoái mới có 10 triệu mừng thấy mồ luôn à, thấy thua người ta nhiều chưa. Thái Lan nó du lịch mạnh như vậy á, thứ nhất nó có bề dày lịch sử đó, thứ hai á là nó biết bào tiền và nó biết nhồi sọ, điều này Việt Nam chưa làm được. Cái bề dày lịch sử của Thái Lan nó bắt phát triển du lịch từ những năm 1960, từ xưa, từ có đó đó, lúc mà Mỹ ăn chơi là du lịch nó nhan nhúm rồi đó, tới bây giờ. Còn Việt Nam mình mới phát triển du lịch những năm gần đây, đi sau người ta lâu lắm, tại do mình bị chiến tranh, mình bị cấm vận kinh tế này nọ kia các kiểu đó, nên nền kinh tế của mình nó bị yếu, bây giờ gần đây nó mới phục hồi và phát triển đó. Thì du lịch Việt Nam nó còn non trẻ, thì hy vọng là thời gian sau chúng ta sẽ học được những kinh nghiệm để chúng ta bắt kịp được với du lịch của Thái Lan, mà Duy tự tin rằng sẽ bắt kịp. Mấy thằng đi sau á nó nhanh lắm em ạ, mấy thằng nào mà nó đi thi mà nó học ngu mà nó copy bài thường cao hơn cái thằng kia nữa, thiệt má. Việt Nam mình á bây giờ là cứ thấy Thái Lan cái gì học theo, thấy Singapore cái gì học theo, thấy Nhật Bản cái gì học theo, nhiều khi học theo giống ai hết. Nhưng mà bạn đừng có quá bi quan về Việt Nam. Cái mình thua ở đây á chỉ là thua ba cái điểm mà Duy nói thôi. Một á, lịch sử. Hai á là nhồi sọ, và thứ ba là bào tiền. À, Việt Nam mình thua cái đó, nhưng mà Việt Nam mình hơn nhiều lắm bạn, hơn về danh lam thắng cảnh, hơn về điểm du lịch, hơn về nét đẹp đó, hơn về quy hoạch đô thị và hạ tầng, à, hơn nhiều chứ. Bạn nhìn Thái Lan nó du lịch ghê ghê vậy thôi, chứ du lịch nó là thuộc dạng du lịch rẻ tiền, toàn là dân nghèo đi không à, thiệt bạn luôn á, dân nghèo đi không. Dịch vụ của nó là dịch vụ nó xô bồ. À, nhưng mà nói sơ bồ nhưng mà nó làm cũng hay, chứ không phải không hay đâu, chỉ những cái hay nè. Hồi nãy Duy nói cái gì, nhồi sọ đúng không? Nhồi sọ là PR quảng cáo đó, mình kêu là nhồi sọ, tức là về mặt truyền thông là nó nhồi sọ du khách từ A tới Z luôn. Từ lúc mà các thằng chọn tour đó, nó sẽ có những cái công ty du lịch và những cái tour du lịch đó, mà thậm chí mấy thằng nước Đông Nam Á nó nhồi, nó giúp cho Thái Lan nhồi sọ luôn. Ừ, nó cứ quảng cáo Thái Lan là điểm đến yêu thích, Thái Lan là thiên đường du lịch, Thái Lan là sexy show đã lắm, Thái Lan là sexy show đã lắm, rẻ lắm, để cho con mình Thái Lan kiếm gái là đúng bài. Nghe vậy nào chả muốn đi, đúng không? Ồ, muốn đi bút vé liền, bút vé này nọ kia, xong rồi lên tour nó nhồi chân phát nữa. Mấy thằng gai tour đó, mấy thằng thánh nhồi luôn, có những thằng nó nhồi đâm nó mất phản động luôn các bạn. Trời ơi, con này nó nâng Thái Lan nữa, anh nào là y tế, giáo dục này nọ các kiểu. Còn nó nâng Thái Lan lên mà anh tưởng đâu, ủa tao đang ở Singapore hả? Xong nó đạp từ Việt Nam xuống mới mất dạy chứ. Có hết đó. Có hết. Riêng á, Duy đánh giá mấy thằng đó là mấy thằng cực kỳ bẩn. Đúng không?
ông làm cho cái tour Thái Lan thì ok, ông khen Thái Lan cũng được, đi phải chọt Việt Nam vô mới chịu. Nào nó ca ngợi, không biết Việt Nam mình chừng nào mới được như vậy. Việt Nam mãi mãi muôn đời không được. Hỏi được gì được xiết cá heo. Trời đất ơi trời. Vừa vừa phải phải thôi cha nội. Đó. Xong rồi ông ngộn tính toán thì mới lửa nè mấy em. Hỏi trời đất ơi, sinh viên Thái Lan tốt nghiệp ra trường là giàu lắm, chạy xe hơi không à, chính phủ trợ giá, ok. Cái chuyện chính phủ trợ giá thì cái đúng đi. Vậy hỏi trợ giá làm sao? Cho mượn tiền mua. Cho mượn tiền mua lãi suất thấp nhen. Hỏi mượn sao? Tức là bên Thái Lan đó nghe nói nha, tức là một người sẽ được mượn một lần để mua một chiếc xe đó, thì thôi cũng được, mình chấp nhận, mình chưa có cái đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ thấy cái hệ quả chưa? Mẹ nghèo mà ham đú. Thằng Thái Lan có thằng nghèo mà nó đú đó. Ủa Thái Lan chứ phải Dubai đâu trời. Đi xe hơi cho nhiều vô, ngày nào cũng kẹt xe cả nồi hết, nó kẹt nguyên cái nước luôn mà, chứ không phải nó kẹt ở Bangkok không đâu nha. Đi Thái Lan chán cái chỗ kẹt xe đó. Bangkok thì sao kẹt khỏi nói rồi, kẹt full luôn. Có điều 1 giờ sáng chưa ra đường thì không biết giờ nó có kẹt hay không thôi. Không dám ra ông nội, coi vậy chứ nó bất ổn lắm đó. Giỡn đâu. Khoảng tự nhiên 11 khuya khuya đảo chánh thấy mẹ nữa. Đó. Còn đi cái tuyến đường ở ngoài nó kẹt như rươi. Trời nó có đông như quân nguyên á, kẹt kinh luôn. Đường thì bự Việt Nam đó, kẹt lắm mà. Còn Việt Nam mình nó bị kẹt, nó bị kẹt ở những đầu nút giao thông thôi. Nó bị kẹt thành phố Hồ Chí Minh giờ cao điểm thôi. Không có thiệt mà nó kẹt như Bangkok chả biết sao luôn. Hậu quả xe hơi quá nhiều mà không quản lý kiểm soát được. Ý thức Thái Lan y như mình, chả khác gì. Nó chỉ được hơn cái mình là hút thuốc nó phạt thôi. Hút thuốc là 1 xả rác là 2 là nó phạt. Mà nó ghi vậy thôi, mới có phạt không thì không biết nha. Má mình đâu dám thử đâu mà. Người ngoại quốc qua bển chơi chơi mà lỡ phạt thiệt. Nó phạt thiệt, nó ghi vô mình cái gọi là cái, nó nói mình vô nước nó quậy á, thì sau này mình đi vô mấy cái nước kia mình nhục, cũng phải giữ gìn hình ảnh à, nên nó nhồi sọ ghê lắm. Có những cái nó nhồi cũng được, như lên sân bay của nó nhồi nè, mua vé máy bay nó phi này phi kia nó nhồi nè đó. Rồi à, nó cái cách nó làm du lịch đó bạn, nó hay. Nó để cho tư nhân làm du lịch nhiều lắm, và để cho hoàng gia làm du lịch. Còn bố Việt Nam mình thua, cái điểm này là thua trắng luôn. Việt Nam mình vô thấy cái gì công ty lữ hành du lịch mà thấy có cái màu nhà nước nữa nha. Nói thiệt với bạn á, làm tệ lắm. Cái đó mình thừa nhận thẳng thắn cũng gì ngại. Đúng không? Mình dám nhận sai, mình dám nhận yếu để mình sửa. Không có gì phải ngại. Ngay cả trình nhà nước mình cũng vậy mà, phê và tự phê. Đúng không? Rõ ràng nhà nước Việt Nam, những cái công ty của nhà nước Việt Nam làm du lịch chưa tốt. Bạn chỉ cần đi một cái resort thôi, một cái resort tư nhân với một cái resort nhà nước cùng chung sao, bạn sẽ thấy cái resort nào ngon, cái resort nào. Bạn cứ đi thử đi đó. Từ cái cách phục vụ, tư nhân là phải chiều khách, nhà nước là hên xui nha. Tại vì hình như nhà nước không có sợ bị đuổi bạn ơi. Không biết có đuổi không chứ không biết nha. Còn tư nhân nó đuổi theo bà luôn á chứ. Khách chỉ cần complain một con lễ tân thôi, lễ tân nó mệt rồi đó. Đó. Tư nhân ở bên Thái Lan nó thuê những khu đất rất là rộng. Nó giống như Phạm Nhật Vượng, có những khu đất rất là rộng để làm du lịch. Xong rồi những cái đoàn tour người ta chở vào đó, những đoàn tour người ta chở vào, và những cái đoàn tour đến những cái địa điểm đó, nó mua hàng, nó ăn uống này nọ, làm thúc đẩy cho kinh tế của Thái Lan nó lên. Còn Việt Nam mình không có đâu bạn. Ở bên nước ngoài nó nịnh thằng Tàu như quỷ. Ở Việt Nam mình bị đặt nghèo bại Tàu, đúng không? Những cái thằng đầu đất nó bại Tàu bực mình. Bạn thấy không, ở Đà Nẵng và ở Nha Trang là hai cái thành phố du lịch. Bây giờ Tàu qua bên đó ăn chơi, nó nói bán đất cho Tàu mà. Xong rồi nó bài Tàu kinh khủng luôn á, đúng không? Tự nhiên cái thằng kia nó đang mở nhà hàng ra, nó đón mấy đoàn tour đó. Xong rồi qua rồi tẩy chay nhà hàng nó luôn. Mày bán hàng cho Tàu, tao tẩy chay mày. Oh my god. Bây giờ muốn xong sao? Thái Lan là du lịch nó hơn Việt Nam ở chỗ nó không có mấy thằng trẻ trâu vậy. Anh chưa thấy mình trẻ trâu vậy. Còn Việt Nam anh coi mở mồm đó, nó bán nước cho Tàu cứ vậy không à. Nói thiệt chứ bạn, phải bây giờ á, thằng Tàu á nó đi du lịch rất là nhiều. Việt Nam mình cũng nhiều mà nhiều không bằng Tàu, đúng không? Tàu nó đi 1.000 người, Việt Nam 100 người thôi đó, theo tỷ lệ dân số đó bạn. Nó vậy thì ở Việt Nam mình muốn phát triển thu hút được du khách á thì phải làm gì? Đương nhiên là đối với cái chính sách về người Hoa thì mình phải có cách, đúng không? Mình không để cho người ta lợi dụng kiếm ăn trên đất nước mình. Cái điều đó là đúng. Mày tới đất nước tao thì mày phải xài dịch vụ của tao.
tao là chủ, tao hiếu khách, tao đón mày. Còn mày tới đất nước tao, mày kiếm ăn cho đất nước tao, ủa vậy tao lại gì? Thì cái vấn đề này mình suy xét. Bởi vậy, người Trung Quốc á, người ta sẽ lợi dụng, có một số thôi nha, chứ không tất cả. Người ta lợi dụng cái hình ảnh, người ta làm tour, những cái loại tour không đồng. Đó, những tour không đồng, đúng không các bạn? Từ ở bên Trung Quốc người ta đi vô Việt Nam thì những cái tour đó nó đến khách sạn Trung Quốc, nó đến nhà hàng Trung Quốc, nó đến địa điểm Trung Quốc, Việt Nam mình ăn mày. Mà thêm Trung Quốc mày trốn thuế cái nữa tao ăn mày thiệt chứ còn gì nữa. Tức là ví dụ như người Trung Quốc, người ta qua bên Việt Nam, người ta mở một cái công ty hoặc một cái resort hoặc cái gì gì đó, một cái nhà hàng, một qua một tiệm bắt đầu lưu niệm, bán chuối, bán chè gì đó không biết. Hoặc là người ta đưa cho người Việt đứng tên, nhưng mà người đàn ông ở đằng sau thực sự là chủ là Trung Quốc. Đó, xong rồi người ta đi rước những cái đoàn tour ở bên nước Trung Quốc đi qua Việt Nam chơi. Thì những người đi cái tour đó là không đồng, tức là không tốn tiền tour, tốn tiền ăn thôi, tốn tiền ăn và tiền ở. Vậy thì nó qua bên, ví dụ Nha Trang mình đi, thì nó cho ở cái nhà hàng của nó, nó cho ở khách sạn của nó, nói chung nó trong một cái chu trình du lịch khép kín. Đó, thì như vậy Việt Nam mình không có lợi. Thì cái vấn đề Việt Nam mình giải quyết chỗ này á, là mình phải chen chân được cho cái chuỗi cung ứng của nó, đúng không? Tức là nếu mà đại ca là du lịch Trung Quốc qua đây ăn, đóng thuế đàng hoàng. Đó, đóng thuế đàng hoàng được trốn thuế. Còn hoặc là phải khi mà Việt Nam mình chấp nhận cho người Trung Quốc nhập cảnh theo đường du lịch vào Việt Nam, thì phải hai bên làm việc với nhau. Sau đó Tổng cục du lịch Việt Nam làm việc với Tổng cục du lịch Trung Quốc, ông tới đây ông phải thăm chùa Bái Đính, ông phải thăm Vịnh Hạ Long, ông phải thăm cái này thăm cái kia, ok, trong tour phải có đó. Để chi nhồi sọ nó chứ chi ông nội. Việt Nam mình đang thua về nhồi sọ mà, đúng không? Bây giờ dẫn nó ra ngoài Đà Nẵng á, đó, Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam, đúng không? Lúc này á mấy anh vua tài rồi, mấy anh gai tour là mấy anh ghê lắm nha. Đó, phải người Việt Nam mình phải kiểm soát con gai tour nói gì nữa. Thằng gai tour là cái thằng Trung Quốc đó, đại ca Trung Quốc, nó đi dẫn đoàn cho Trung Quốc. Nó xì xổ. Nó nói là ngày xưa Việt Nam bằng tỉnh của mình, bây giờ nó đi khai, bắt nó bỏ tù luôn. Đúng không? Cái này là nó mượn đất mà nó nhồi sọ dân nó luôn. Cái này là không được. Rõ ràng, cái gì là cái đó. Bây giờ mình kiểm soát không tốt là mình cũng mệt đó. Nhưng mà mình phải kiểm soát một cách nó ngoại giao, để cho khách Trung Quốc nó tới mình nhiều. Chứ nó không tới mình, nó tới Thái Lan, tôi thua. Đúng không? Dành ăn mà, cạnh tranh kinh tế thị trường mà. Nếu mà nói về muốn phát triển du lịch đó, thì Việt Nam như nghĩ là cần phải phát triển du lịch về tour. Du lịch về tour nó mới có tiền. Chứ còn mấy bố đi phượt thôi, phá nhiều chứ. Đi phượt, đi phịch lùm la, bẻ cây bứt cành, mệt mỏi. Đó. Mà muốn phát triển du lịch về tour thì tour mình phải làm tốt thì nó sẽ dẫn nguyên một cái tour. Ví dụ giờ tưởng tượng nói gì dễ hiểu nè. Ví dụ như giờ ta, bạn biết không, ở bên, ví dụ nói về Thái Lan đi, một ngày ở bên Việt Nam này nè, nó bay qua Thái Lan bèo bèo nhất từ 10 chiếc tới 20 chiếc máy bay. Trung Quốc nó gấp 10 lần số đó, cứ thế thôi. Trung Quốc nó gấp 10 lần số đó. Thì nó bay từ Trung Quốc qua Thái Lan nữa. Hồi nãy mình 10 chiếc, 20 chiếc, nó 100-200 chiếc. Bạn biết không, mấy ngày Tết đó, mấy ngày Tết dân Việt Nam mình lo đủ đi nha, dân Thái Lan nó cài sắp mặt. Wow. Đó, nó cài sắp mặt, nó đón cái lượng khách, du khách cực kỳ khủng. Đúng không? Bạn biết cái sân bay mà sân bay Bangkok mới xây, sân bay có công suất là 50 triệu khách một năm đó. Thiệt bạn, nó rộng 32 km vuông, thì bạn tính nó rộng cỡ nào? Nó rộng phải nói là chuyện, nó rộng bây giờ là phải gấp bao nhiêu lần cái sân bay nhất á. Đó. Mà hả? Du khách nó đứng ngạt cứng ngắc. Cái chỗ mà cái chỗ mà gọi là chỗ nhập cảnh là không có chỗ đứng đâu. Đứng ngạt cứng ngắc luôn để nó chờ nhập cảnh. Trời đất ơi, làm ăn thấy vậy muốn cái gì nữa? Không biết Việt Nam mình chừng nào mà được như vậy. Việt Nam mình chỉ cần cũng vậy thôi. Đông khách, còn khách nước ngoài ok. Bào tiền mấy nước ngoài sướng hơn bạn. Trong nước để đi từ từ anh bào. Đúng không? Thì bây giờ người ta dẫn tour, người ta sẽ dẫn tới những cái điểm. Ví dụ dẫn tới BBT đi. Đó. Trời mẹ thích chết bà luôn chứ. Ở đó mày bài tàu. Mày mở cái nhà hàng, nó dẫn cho mày ngày 3 tour thôi. Mày nhịp đùi. Đúng không? Đúng không em? Bây giờ một tour nó chừng 20 đứa. Tour Trung Quốc nó bự lắm nha, tour Trung Quốc nó bự hơn tour Việt Nam. Tour Việt Nam thì chừng 20, tour Trung Quốc dám 50. Nó thiệt ra nó ngoài sợ Trung Quốc lắm bạn. Nó đông kinh khủng luôn á. Bạn ở trong nước mà hổ báo cáo trộm đi. Chứ bạn ra khỏi cái nước Việt Nam này nó chơi bằng khô máu luôn á. Nhưng mà bạn đừng sợ nó cũng quắp giống như Việt Nam mình thôi à. Đa phần là gì bạn? Cũng là dân nhà nghèo đi chơi. Dân nhà nghèo là dân ở mấy vùng nông thôn đó mà.
Bây giờ Trung Quốc nó giàu rồi, nông thôn đi chơi không à. Việt Nam mình cũng vậy. Việt Nam mình cũng giàu rồi, nông thôn đi chơi không à. Chứ Việt Kiều, Việt Kiều Tết về Việt Nam không chơi Việt Nam đâu, chơi nước ngoài mới lửa chứ. Bữa hổm gặp ông nội Việt Kiều, ông này thì cũng không có gì, ông thì không có phản động, nghe. Xong mà cái gặp hải quan Việt Nam hỏi, ủa anh mới về sao anh không phải chơi nữa, đi đâu à? Anh đi Thái Lan chi vậy? Nói anh đi Thái Lan du lịch em. Cái xong nói, ở Việt Nam mình cũng nhiều chỗ du lịch đẹp quá sao anh không đi. Cái ông nói Việt Nam là được dở quá, đi làm gì em. Nói thẳng luôn mà. Rồi đó cũng tịch Mỹ người ta không ngán đâu bạn, nói thẳng luôn. Cái ông nội an ninh kia sượng mỏ luôn. Đúng không? Ông nội an ninh kia cũng đang tốt, cũng muốn đang quảng cáo cho Việt Nam mà mấy bố du lịch Việt Nam làm dở quá. Ông nội Việt Kiều ông tán cho ông câu, ở Việt Nam làm dở thấy mẹ đi làm gì. Thì không biết nên khóc nên cười nữa. Thiệt tình luôn á. Xong rồi đem tiền của Thái Lan đốt chơi vậy đó. Mà Thái Lan có gì tốt cho cam, xấu hơn Việt Nam mình nhiều. Mà được cái nó bào tiền hay hơn, vui hơn. Đó, đem bển đốt đó. Thì cái vấn đề mà tour du lịch là chúng ta cần phải phát triển. Mà muốn phát triển tour du lịch đó, thì chúng ta phải cần giải quyết những cái vấn đề mà nãy giờ Duy nói từ giờ. Giống như là cách mà cách điều tour, cách bào tour này nọ kia đó, để cho những cái tour du lịch nó đến với Việt Nam nhiều. Mà nó ghé từ những cái địa điểm ăn chơi này nọ kia là Việt Nam mình hốt bạc. Thế thôi. Cái vấn đề này bạn có thể ra ngoài những cái thành phố du lịch bạn hỏi coi. Tao thấy Trung Quốc tao mừng thấy ngầu luôn. Ở đó tối ngày mấy ông nội sao sạo. Không có bài tàu vô duyên nha các bạn. Đó. Du lịch cần phải phát triển, đó là sứ mệnh. Việt Nam mình chúng ta có một cái tiềm năng về du lịch rất lớn. Mà chúng ta không phát triển du lịch được là chúng ta rất dở. Ngay cả thành phố Hồ Chí Minh cũng phát triển du lịch. Đúng không? Bạn đừng tưởng nó Bangkok nó ngon. Bangkok nó cũng có mấy trung tâm thương mại nó chết nhắc. Nó chết tôi thiệt bạn đó. Cái trung tâm thương mại nó bự. Mà nó cũ mày đi vô như nhà ma chứ bạn. Xong cái mình hỏi thằng Gai tôi, ê cu dẫn ra đây chi vậy? Cái nói đi coi show. Show gì hôm nay? Cái nói Nata show. Ủa Natasho là chỗ mấy nhỏ thôi, mấy con nhỏ Hàn Quốc nó biểu diễn, nó dùng mấy cái nhạc cụ đó mấy em. Mấy cái nhạc cụ đầu bếp đó, bỏ cốc kìa nè, nó làm vui lắm. Cái nói ủa chỗ này là chỗ Natasho đó hả? Sắp phá sản rồi. Đúng rồi, nó sắp phá sản rồi. Nó mua bán không được trả mặt bằng hết trơn. Nhưng mà còn cái show này nó cứu. Nó ghê vậy. Quán cái show này cứu luôn hả? Cái mình đi vô, má cứu thiệt mày. Trời đất ơi, vô đó nó coi cái chừng ngàn mấy hai ngàn đứa luôn á. Wow. Trời đất ơi, nghĩ coi ngàn mấy hàng đứa nhiêu tiền vé. Show bên bển không có rẻ đâu nha. Thường thường bên Thái Lan show nhiêu diễn biết chứ. Bèo bèo thì cũng phải gần cả ngàn bạc á. Gần cả ngàn bạc chứ không ít đâu. 1,000 bạc là nhiêu biết không? 750,000. Mà bạn lấy 1,000 bạc bạn nhân cho ngàn đi, cho dù nó mua tour được 500 bạc đi. Đúng không? Nó mua bằng tour thì nó mua rẻ hơn. 500 bạc nhân cho mấy ngàn người bằng ngày làm mấy tour vậy đó. Bởi vì cái khách đoàn nó rất là quan trọng. Khách đoàn rất là quan trọng. Ví dụ như tự nhiên mà mấy nó, tụi nó tới đi du lịch á, mà xong mình không dụ được tụi nó, nó đi qua Thái Lan mình thấy mình thống thốn rồi. Đúng không? Mà mình dụ tụi nó là gì? Là mấy thằng sale dụ. Mấy thằng sale dụ thì mấy thằng customer care nó phải làm tốt đó. Mấy thằng chăm sóc khách hàng ở nhà phải làm tốt. Quảng Ninh này nọ, Hạ Long, Bái Đính đồ, Tràng An đồ, Hoàng Thành, Thăng Long, Cố Đô Huế đồ. Đúng không? Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, miền Tây này nọ, Sài Gòn đồ làm vô. Cái nước Việt Nam này có thiệt chứ bạn, nó đi cả tháng chưa hết. Wow. Việt Nam mình du lịch rất nhiều mà không nào đang nào hết á. Đúng không? Cái này là Duy thấy đau xót nè. Ở bên thằng Thái Lan nó đâu có nhiều đâu bạn. Nó Duy thấy nó có 3 chỗ căn bản. 1 Bangkok, 2 là Pattaya, 3 là Phuket. Thế thôi, Phuket chứ chưa đi, nó xa quá. Nó còn Việt Nam mình á, từ Bắc vô Nam quá trời điểm luôn. Bạn nghĩ coi, một thành phố không thể nào mình đi một ngày hết. Nếu một cái tour của thằng Trung Quốc nó qua đây nó đi một tuần đi chừng 3 điểm thôi. Để nó đi bao nhiêu tour nó khai thác hết Việt Nam này. Đúng không? Nhưng mà cái điều này nó gì? Nó đi tour đầu tiên nó qua Việt Nam. Nó thấy Việt Nam làm cùi bắp, nó tưởng là mấy cái tour kia cùi bắp, nó không đi nữa. Cái này là rất giỡn. Trời nó coi cho Duy làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty du lịch đi. Cái tour đầu tiên là Duy biết mà. Duy sẽ liên kết với hải quan, cái thằng này qua Việt Nam lần thứ mấy rồi. Đúng không? Nếu mà nó nói qua Việt Nam lần thứ nhất mà đi bằng cái visa du lịch, đúng không? Thì Duy sẽ gọi là, ê đàn em chăm sóc nó tốt vô.
Mày nịnh nấp được nước. Cái tour này anh làm anh què thôi. Tour 2 anh bào. Đó. Tour 3 anh cắn. Cắn. Nó đi Việt Nam đi 5 tour chưa hết. Đúng không? Mình hoàn toàn có thể làm những chuyện đó. Bởi thằng, thí dụ như thằng Singapore đi, Duy cầm cái hộ chiếu ra, nó lưu lại hộ chiếu. Xong rồi trên cái trên thằng Singapore nó, khi bạn đi qua bên đó, nó bắt buộc bạn phải đi đến cái địa điểm đó là kim cương và trang sức của nó, để nó show up ra cái vẻ giàu sang của nó. Đó. Nếu mà bạn đi tour, bạn không đi qua chỗ đó, bữa sau nó không cho bạn vô nữa. Mày mua không mua kệ mẹ mày. Đó. Nhưng mà mày phải đi vô chỗ đó cho tao, để nó show up ra được cái đẳng cấp của nó về kim cương. Viên kim cương nói chung là trong đó cái hộp vậy nè 7-8 tỷ. 7-8 tỷ. Việt Nam mình chưa làm được như vậy. Và nó lưu lại. Ví dụ như khi mà Di mua đó, thì Di sẽ cầm cái hộ chiếu lên đưa cho nó. Cầm cái hộ chiếu này lên, nó sẽ lưu vô. À thằng Di Nguyễn ngày tháng năm này qua bên Singapore, nó xài tổng số tiền vô đây. Xong rồi nó list ra, đúng không? Nó biết. Nó biết Di Nguyễn là thằng có tiền. Mốt bào nữa cho tao. Tốt lành mẹ gì gọi điện thoại chăm sóc nó. Bào nó nữa. Đó, kêu nó dẫn bạn bè qua đây. Đó, để anh chi, nó bào tôi chứ anh chi. Tốt lành gì mà Việt Nam mình không có, chắc chưa làm được đó đâu. Đâu đi mua thả rong không à. Đâu có bắt nó dẫn tới chỗ này chỗ kia đâu. Đâu có kiểm soát được đó đâu. Toàn là mấy bà bán bún nước lèo, bán chìa khóa 2-3 ngàn được không mà chắc bà không làm được gì đâu. Đó. Nhưng mình phải dẫn vô trung tâm thương mại, nó thiệt với bạn á. Tụi nó làm cái đó, tụi nó điều tiết nền kinh tế nó luôn đó bạn. Ví dụ như nó có thể chính sách, cái trung tâm thương mại này của Hoàng gia, mày phải vô. Hoàng gia làm dở hay làm vợ giỏi, tao biết mày quảng cáo Hoàng gia cho tao. Mày mua đồ Hoàng gia đi. Đúng, bị bào Hoàng gia nè. Đó. Thí dụ như bây giờ Thượng Kiều Plaza, nó sắp ngáp rồi đúng không? Mày dẫn tôi vô muốn phòng cho tao. Trời ơi, nó có những chính sách nó can thiệp. Thằng khách sạn đi cần ăn tour thôi. Thí dụ như mấy em thấy không, có những khách sạn mà tụi em dẫn bộ cho tụi em soạt không được đâu, nó bán cho tour hết rồi. Nó bán tour một lần quẹt lần 2-3 năm 60 phòng vậy đó. Thuận Kiều Plaza, discount này nọ kia, đúng không? Đó, vô đó ở giảm giá cái kiểu. Những cái trung tâm lữ hành đó, nó liên kết với nhà hàng, khách sạn, resort, nó liên kết với buffet, bút phủng này nọ kia đó. Nên nếu mà các bạn du lịch, bạn đi tour đó, thì bạn sẽ dính vô chỗ là nó đưa bạn những chỗ quen. Nên kết hợp cả hai đi ba. Ê đưa lịch coi bữa nay là cái gì ạ? Ê bữa nay đi mua sắm mà. Thôi để tao tự đi mày. Mày mua sắm mà dẫn tao vô mấy cái chỗ này xấu quá. Ví dụ vậy. Còn không á, bữa nay đi chùa. Thôi tao không đi chùa hoài. Chùa làm ăn luôn chứ không phải chùa thường đâu ông thần. Vô trong chùa mua tượng ngọc, tượng Phật này nọ kia đi. Thấy cảnh khổ. Đó. Mà nó thôi không đi chùa. Thôi vậy bữa nay tôi đi tự do. Xong rồi 7-8 giờ tôi gặp ông đây. Vậy xong nha. Ví dụ vậy. Đi vậy thì nó vui hơn. Nên nó kiểu gì kiểu. Cái những cái đòn mà thấy đông đông á. Nó cầm mấy cái cờ nè. Và xong rồi có chừng 10-20 ông Trung Quốc đó đòn không đó. Mà người Việt Nam mình cũng nên cư xử một cách lịch sự. Đúng không? Gặp đòn Trung Quốc hay gặp đòn này kia, mình cũng phải say hello. Mình cũng phải nói chuyện cho nó ngọt ngào vô. Chứ nhiều khi mà Việt Nam mình cư xử không có hiếu khách đó. Khách nó không đó. Nói chung để bào tiền được du lịch và nhồi sọ được du lịch là một nghệ thuật. Mình phải rủ nó tới đây. Để làm chi? Để mình nhồi sọ nó và mình bào tiền nó. Mà muốn bào tiền nó thì phải làm sao? Học tiếng Trung đi ông nội. Học tiếng Trung bán nước cho tàu. Khổ mấy cái tư duy này ghê á. Đúng không? Bây giờ bạn nghĩ coi. Ngôn ngữ có hai ngôn ngữ chính, một Trung một Anh. Thí dụ như bây giờ Di làm ở ngoài Nha Trang, Di làm du lịch đi. Di mở cái phòng tập gym đi. Chứ gì mở một cái cửa hàng bán quà lưu niệm đi, bán mấy con sò, mấy con ốc, mấy con cua, mấy gì đó. Thì Duy phải mướn hai thằng nhân viên, một thằng nói tiếng Trung, một thằng nói tiếng Anh. Đúng không? Thậm chí 5 thằng luôn chứ. Cái tour kia đúng không? Mày Trung Quốc, ok. Ê, có mà 20 sư phụ Trung Quốc tới kìa, em xuống tiếp đòn đi. Bào tiền nó nhiều cho anh nha. Rồi anh chia phần trăm cho. Xuống đường nhỏ kia ra nói tiếng Quốc, xí xô ní hào má. Hôm này nó vô này nó khoái liền. Tự nhiên nguyên đoàn Trung Quốc vô, thấy nhỏ này tiếng Trung Quốc nó thích. Bào tiền nó nè, vỏ sò nè, bình thường lấy vốn 100 bán nó 1 triệu đi. Đúng không? Này vỏ sò nè, chém gió vô. Vỏ sò này tôi lấy từ Hoàng Sa nè, ngư dân tôi ra ngoài đó lấy về nè. Sau bao nhiêu quá trình chưng cất rồi mài dũa ra được cái sản phẩm này.
đâu cái này mang Trung Quốc nó mê tín gì đâu. Đánh vô, ai đeo cái này vô là trường sinh bất tử nè, sinh lực dồi dào nè. Bảo đảm. Bảo kiểu gì mà chả chết. Đúng không? Việt Nam mình nó giỡn đó. Việt Nam mình cái màn mà thấy không biết tiếng thôi ngu rồi. Hay không biết tiếng cái cứ ngồi đó bồi. Không có chuyên nghiệp. Rất hợp lý các bạn. Nếu mà đòn mà Singapore, Singapore nói tiếng Hoa cũng được. Nhưng mà đòn phương Tây, đòn này đòn kia đó, nói tiếng Anh. Mình phải có hai ngôn ngữ. Wow. Tôi nói thiệt với bạn, thằng Thái Lan nó làm siêu hay. Nó tuyển đâu ra mấy thằng sale á. Một thằng nói được 3-4 tiếng luôn. Wow. Quảng Đông, Quảng Tây gì nó chơi sập. Nó gặp Trung Quốc nói tiếng Trung Quốc, gặp Việt Nam nói tiếng Việt Nam. Nó gặp Mỹ nói tiếng Mỹ. Còn nếu mà nó không nói được nhiều tiếng, nó điều mấy thằng bạn nó ra. Kiểu gì chả chết. Ông ấy chết 50 triệu cũng tại vậy đó. Ủa 500 triệu. Ủa gì thế ra mà nó bảo 500 triệu đó không biết à. Trời đất ơi, nó ra nó tư vấn, nó đá mà nó làm mới ghê lắm bạn. Nó nói tiếng Việt mà nó vách luôn. Không mua cũng uổng thiệt á. Gặp thằng đó nói tiếng Anh đi tiếng Thái là chết ngắt rồi, tao có hiểu cho tao mua. Đúng không các bạn? Nó Việt Nam mà làm du lịch dở là dở chỗ đó đó. Thứ nhất là cái tư duy bài tàu. Người ta tới mang tiền cho ông mà ông bài, bài từ cái bài thôi chứ. Bởi vì ông sợ nó mới bài nó, người ta khôn là người ta kiếm tiền từ nó. Đúng không? Khách du lịch nó đi nùi nùi, ông chảnh chó thì nó không qua Việt Nam. Nó đi qua Thái Lan thì càng ngại ông càng thua Thái Lan thôi. Bây giờ mình phải xác định Thái Lan là đối thủ của mình. Mình cạnh tranh với nó. Bây giờ á mình phải điều hành sau đó mình kiếm được nhiều tour về đây. Ví dụ như Việt Nam Airlines đi, khách du lịch tới giảm 5% giá vé. Ủa sao dám chơi trời. Đúng không? Thái Lan nó làm đó. Thì nó tóm lại, bà cứ nhớ cái gì đi. Cái này là cái vlog về kinh doanh luôn nha. Để du lịch phát triển thì bạn cần phải nhồi sọ nó. Bạn cần phải bào tiền nó. Nhưng mà nhồi sọ cho đúng nha, mà nhồi sọ phản động ở tù đó. Đó, nhất là mấy em tu lịch ra nước ngoài nhồi sọ siêu phản động. Các bạn làm gì các bạn làm, bạn cũng nhớ mình là người Việt Nam. Vậy thôi, mình mở mồm ra mình nói một câu gì đó. Nó phải có lợi có ích cho quốc gia dân tộc. Chứ không phải vì cái lợi của mình đang làm cái tour Singapore. Xong mình qua mình đội Singapore lên đầu, mình đạp Việt Nam xuống thấy mẹ luôn. Để cho du khách nó cười hô hố ha há là tưởng mình hay. Cái đó thì các bạn cũng nên xem lại đó. Nói thì nói cho nó đúng. Bạn nói gì chăng nữa, bạn cũng là người Việt Nam. Thế thôi. Duy nói thiệt là tin trong lề nha. Duy đi chơi á, thiệt tại Duy nhiều tiền Duy cũng tính thôi chứ. Còn có mấy người ở trong đòn đó. Nó đi nó chơi vừa, nó đi là nó đi vừa tour và vừa tự túc. Tự túc là bao giờ mua con mắt. Thí dụ bạn đi coi sexy show đi, tự túc bạn mua đúng giá. Bạn đi tour nó bán giảm 50%. Xong mấy thằng gai tour đó nó ăn cò. Ví dụ như giờ cái vé đó 1 triệu đi, người thường mua 1 triệu nó mua 500. Thì nó vô nó mua 500 bằng trả nó 700, bạn cũng lời nó cũng lời. Chứ tụi nó làm gì có tiền, tụi nó sống bằng cái đó đó. Xong nó dẫn vô cửa hàng vàng bạc đá quý này kiểu có phần trăm hết. Nhiều quá thì không biết. Nên cái việc mà muốn mua đất nước phát triển du lịch á, thì cả kết hợp giữa chính quyền và giữa người dân. Đúng không? Cái nào dân làm được thì dân làm, cái nào chính quyền làm được thì chính quyền phải làm. Nhưng mấy cái vụ mà liên quan tới tổng cục du lịch dân nào làm nổi. Đúng không? Thì mấy ông lãnh đạo phải có tầm nhìn chứ. Chứ dân sao làm được cái đó. Đúng không? Thì mình qua mình hợp tác với nó, mình cam kết với nó. Ừ năm nay tôi mở rộng cho ông vô đây nè, cho bao nhiêu đứa. Đó, đi những cái tour nào. Đúng không? Nếu mà đi Sài Gòn kéo Dinh Độc Lập, nhồi sọ nó cái Dinh Độc Lập đi. Nên bây giờ đừng có hâm tao. Đúng không? Phải nhắc lại, phải dạy cho lịch sử. Ông thiệt có vua ra bên Thái Lan bị nó nhồi sọ thấy bà luôn. Nó nào nó kể chiến tranh Miến Điện, nó thắng Miến Điện toàn phần luôn đó. Nó nói là chiến tranh là Miến Điện xâm chiếm Thái Lan quýnh Miến Điện sầm lờ. Để bữa nào đi qua du lịch Miến Điện coi nó nói vụ sao vậy, vụ chiến tranh này. Đúng không? Nó nhồi sọ cả về văn hóa, cả về lịch sử, cả về đường lối. Đúng không? Nó bia rất là bóng bẩy. Thái Lan trùm bia. Tự nhiên lương thằng kia làm có 10.000 bạc mà nó nói như mây vậy bạn. Đi xa hơi này nó kia, bạn thấy nó láo ghê chưa. 10.000 bạc là nhiêu? Nói cho bạn nghe 7.500.000. Thằng kỹ sư ra trường gì đó, mới ra trường làm được 10.000 bạc từ từ lên 15.000, 20.000 tính sao. Thì cái mức lương đó nó mới ra trường đúng như Việt Nam mình thôi, 7.500.000 cái gì cao. 10.000 bạc mà đi xe hơi để nội mới từ đổ xăng không bị chết bà rồi. Đúng không? Mà tiền gửi xe không cũng thấy mụ rồi, đâu nó nói chuyện như trên núi vậy bạn. Nhưng mà chính mấy ngu dân nó mới bị nhòi sọ. Chứ gặp gì sao nhòi nổi. Đó. Xong rồi mấy nội Việt Kiều đi qua bên bển nghe tin sái cổ luôn. Trời ơi vậy hả? Ở Việt Nam mình sao tệ dưới trời. Trời ơi Việt Nam mình bị độc tài toàn trị rồi. Ủa,
bà là bà già rồi sao bà không góp cái não vô, nó nói 10 triệu bà chơi vậy bà không tin nữa. Thua. Thằng đó nó tính nè, không tính tiền ăn. Nó không tính tiền nhà. Ủa nó không tính tiền đi sinh nhật mà nó không tính tiền bao mua bao cao su luôn. Bà nghĩ đi. Tính 10.000 bạc nè, hả? Xài như vua. Trời trời. Nhồi sọ khiến với tất cả vi lý luôn. Nói thiệt á, Việt Nam mình nhồi sọ cho dân mình còn yếu, chứ đừng nói cho dân ta. Đó, nên cái vấn đề du lịch Việt Nam nó quản lý nó lỏng lẻo. Quản lý lỏng lẻo và làm thì nó chụp giật. Chặt chém chi vậy? Đôi khi tôi cũng không hiểu chặt chém để làm gì nữa nha. Đó, Thái Lan nó không có cái đó đâu. Một giá một thôi. Bạn ra bạn thuê cái bố của nó một giá. Wow. Không có tăng giá tào lao Việt Nam. Việt Nam gì đâu mà lúc thì 10.000, lúc thì 20, lúc 30, 9 cái đó ta ghét. Nó chụp giật, ta không ưa. Thì nhà nước phải quản lý cái đó. Thằng nào mà tăng giá kiểu đó phạt tiền đó. Hoặc là kích nó ra khỏi nhóm luôn. Không cho nó làm du lịch đó nữa. Đúng không? Như đợt vừa rồi ở thành phố ở Vũng Tàu. Mạnh vậy mà hay. Nào là gì? Xuống biển nhậu nhậu cái con khỉ. Bây giờ nó làm ngon lành chưa? Vũng Tàu bây giờ bãi biển đẹp. Ngày xưa nó thiệt chứ bạn đi thư gớm. Vũng Tàu bây giờ là bãi biển không cho bán rong nha. Đó. Tại sao mình cứ hàng rong mà vé số? Bất minh. Ví dụ như một lần thì không nói. Mình ngồi mình nói chuyện với bạn bè uống ly cà phê. Nó tới nó mời mười mấy lần luôn. Ai không quạo trời. Tại sao nhà nước không bắt nhắm mắt làm ngơ? Đúng không? Đừng nói là thương người. Bán cái số gom vô khu đi. Cứ người ta cứ đi tới làm phiền du khách như vậy ngoài ai mà chịu được. Nếu là phiền bạn mà có phiền không? Một người hai người thì được. Ok. Gọi là mình sống vì người này nọ kia. Nó tới lượt 5 phút tới. Xong hồi chút tới nữa. Không chút tới nữa. Nhất là mấy cái người mà người ta đeo cái tập về đeo cái gì nè, giày bán thuốc rồi bán cắt móng tay móng chân gì đó. Trời ơi trời ơi. Hỏi có hàng nóng không? Có luôn. Trời má ơi. Ghê vậy. Rồi phải phát triển cái hệ thống giao thông. Hệ thống giao thông thì nó tốn tiền nhiều quá, thôi kệ đó cũng từ từ. Nhưng mà Việt Nam làm tốt, Việt Nam mình những cái thành phố mới á. Làm nhiều đường cao tốc này nọ làm ok, nói chung Việt Nam mình phát triển hay hơn cái chỗ này nè. Một là hạ tầng. Cái dịch vụ hạ tầng của Việt Nam nó đánh rõ ràng cho tầng lớp đẳng cấp. Mặc dù giá nó cũng cùi nhưng mà nó đẹp. Bạn đi những nước ngoài đi, bạn thấy khách sạn nước ngoài không bằng được nước mình. Không bằng được. Nó hơn cái khác mà nó không bằng được cái cơ sở vật chất. Nó không bằng được cái view biển đâu bạn. Đúng không? Bạn đi trên bờ biển Phan Thiết. Bạn thấy trời được cái biển mà nó đẹp quá. Bạn ra Nha Trang mà thấy biển nó đẹp quá, nó lâu có rác thôi. Thì giờ giải quyết vấn đề rác. Rác do dân xả chứ không lẽ biển có. Đúng không? Thì cái Việt Nam mình cái tiềm năng du lịch nó cực kỳ lớn mà không có quốc gia nào trong Đông Nam Á có thể có được. Wow. Nhưng mà người ta không có được cái điều kiện đó mà người ta vẫn phát triển được du lịch. Đó là người ta lợi dụng yếu tố về con người. Còn mình cái yếu tố về con người của mình nó kém. Đó, trong khi yếu tố về thiên nhiên nó quá mạnh. Mà thiên nhiên quá mạnh không khai thác được để cho nước ngoài vô khai thác trước. Nước ngoài nó vô nó bụp resort liền chứ bộ giỡn hả? Nhưng mà thôi kệ cũng được, nước ngoài đầu tư cũng được, cũng tạo công ăn việc làm cho nước mình. Nhưng mà cái chính sách mình phải quản lý được, nó dẫn tour du lịch, nó nói cái gì? Cái đó nguy hiểm cực kỳ. Nó dẫn tour người Hoa qua đây xong nó nói, ừ này nọ là Trường Sa, Hoàng Sa, đường lưỡi bò. Đúng không? Mình quản lý chậm trễ đâm ra, tự nhiên mình những cái sự việc mình phát hiện nó đã muộn. Nhưng mà những sự việc phát hiện được phải giải quyết cho nó triệt để. Đó, tôi mở cửa cho ông vô đây du lịch, rất là thân là thiện. Ông lợi dụng ông tuyên truyền vớ vẩn. Sao được, đúng không? Nãy mà bào tiền là cũng chưa bào nữa. Bào tiền là sale đó. Mình bán đặc sản về quê hương. Ở ngoài du lịch Hạ Long làm cực dở. Di đi rồi, Di thì có gặp Di là chủ ngoài đó, Di hốt hết rồi đó. Đúng không? Thứ nhất, buôn bán mấy cái quà lưu niệm rẻ tiền bán làm cái con khỉ gì. Đúng không? Mấy cái chìa khóa trả nhiêu tiền hết xài mới có bữa tan bà nó hết rồi. Thì theo bạn nghĩ bán được không? Trả lại làm gì cả. Ít ra cũng phải bán gì đó bền bền chút. Bỏ hình vô pha lê này nọ kia. Sự tích hòn trống mái ok cũng được, đó là văn hóa. Đúng không? Văn hóa. Quốc tử giám văn miếu ok đó là văn hóa. Nhưng mà tự nhiên là mấy cái rẻ tiền rẻ rúng vô nó xài. Thứ nhất mình mang tiếng là mình bán đồ bắt đầu dỏm. Đó. Thứ hai nữa là nó mau hư. Đó, làm như thế làm gì? Mình thiếu những cái vấn đề mình nhồi sọ người ta. Đó. Mình nhồi sọ người ta trong cái danh lam thắng cảnh của mình nhồi nhiều nhiều vô. Nó nhọn mọi lúc mà nó đi đâu chỗ nào nó không thấy hết á. Đó. Đó, mấy cái chỗ toilet thì nó ghi chuyên nghiệp vào tiếng Anh cho người ta. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế. Đúng không? Ghi cho người ta biết đường người ta đi.
cái bản chỉ dẫn phải ghi rõ ràng. Thứ nhất, dân mình đã ngu tiếng Anh, mà thằng Tây nó vô nó còn không thấy cái bản chỉ dẫn, nó biết đi đâu. Dù nó muốn tìm chỗ đáy, nói restroom đâu trời, giữa đồng giữa núi không thấy restroom đâu trời, Việt Nam mình chơi thiên nhiên không à. Nhưng mà sao đỡ, cái phi trường nữa, cái phi trường nói nhiều lần rồi, cái phi trường là cái cửa ngõ, phải làm cho nó tốt, phải làm cho nó ok. Chứ cái phi trường Việt Nam mà bát nháo quá thì nó vô nó nhìn, nó mới đầu tiên là nó lên nó quất cho một sao rồi, đúng không? Bây giờ Facebook mà bạn trả trâu lên Facebook coi không à, nói bạn có muốn gì đề xuất địa chỉ này không, muốn đề xuất một sao, xong nó vô thấy địa chỉ này, ủa sao đề xuất một sao nhiều quá, nó không thèm đi luôn, đúng không? Phải marketing vô 4.0 rồi bố ơi, quảng cáo này nó vô, nó mình có một cái vịnh Hạ Long đẹp như vậy mà gọi là khai thác chán quá. Duy đi trên đường, những cái đường phố Quảng Ninh này nọ đó, không thấy cái biển chỉ dẫn nào về Hạ Long. Chắc có mà nó nhỏ hay nó cụm mờ gì đó, gì không nhìn không rõ chứ. Ta làm rầm rộ vô, đúng không? Nhồi sọ ngay cái ra sân bay luôn kìa. Nó, ngay trên sân bay luôn. Chập ghi lại chùm sân bay đi, nhồi ngay trên sân bay luôn. Thí dụ như Duy bắt chuyến bay từ Sài Gòn với Hải Phòng, đúng không? Là Hải Phòng là nằm phía Bắc, đúng không? Duy nhồi. Duy kêu mấy đứa tiếp viên đó, mà dẹp hết mấy cái catalog cũ đi, quốc cho anh hai ba catalog mới về Hạ Long, về Quảng Ninh, về vé, về tàu, về tất cả mọi thứ luôn, đúng không? Xong rồi mày đề cho anh một cái vé là tất cả những nhân viên nào trên máy bay á thì giảm giá chơi 50%, đu liền chứ đó, đu liền. Mình phải làm như vậy đó, xe khách cũng vậy, xe đò cũng vậy, làm cái gì ai làm lại mình. Trên máy bay nó buồn kiếm đồ độc kiểu gì chả dính, đúng không? Cho mấy cái màn hình chạy chữ trên máy bay đó, xô về quan cảnh Hạ Long, xô về tour. Ông đang thiếu quảng cáo tour. Bây giờ tôi là người Việt Nam mà tôi phải ra Hạ Long hỏi chơi cái gì? Ông dàn tay hỏi ai? Đúng không? Trong khi tại sao không biết khai thác khách hàng từ xa? Đúng không các bạn? Mình phải khai thác, không cần hỏi chơi gì cả, tôi nói thẳng luôn. Bây giờ mày ra Hạ Long, đúng không? Phương án 1 đi tàu. Tàu gồm những gì ghi ra, hoặc là video thì ghi ra. Phương án 2 đi thủy phi cơ ghi ra. Phương án 3 là đi cano ghi ra, ví dụ vậy. Chơi ở đâu? Bước 1 tới sân bay Vân Đồn hay là tới sân bay Cát Bi thì đi đâu, tới chỗ đó, đi đâu tới chỗ đó, nó làm gì đi. Lúc đó là cái cẩm nang du lịch nó nằm ở trong lòng bàn tay luôn. Không cần phải hỏi nhiều, tại vì khi mà nước ngoài đến Việt Nam nó ngại hỏi lắm bạn, nó có biết gì đâu nó hỏi. Mình phải biết mình mới hỏi được chứ, nó mình không khai thác được người ta để đâm ra người ta review cho Việt Nam mình nó tệ. Nếu mà các bạn làm được cái điều đó là tốt hơn cả Thái Lan. Thái Lan làm chưa nổi, có cái làm được, cái làm được. Thái Lan nó bào tiền kinh khủng, nó bào tiền từ con voi, nói bạn chưa? Tự nhiên con voi đúng ngu nãy nó mới nói trong video nào đó. Đó, con voi đúng ngu luôn mà bào tiền đúng khôn luôn. Con voi nó lại đứng trước mặt bạn, nó chào bạn không cho tiền nó không đi. Tụi nó bào tới độ đó đó. Nó bào kiểu gì bạn phải cho tiền hết đó. Nó dễ thương tới mức mình không thể chối từ. Đó. Tự nhiên mình vô mình bỏ tiền ra mua chuối. Mua chuối giá mắc gấp 2, gấp 3 cho con voi ăn. Tự nhiên thằng chủ được tiền, con voi được ăn, thằng du khách được ngu. Nhưng mà ngu gì tao thích. Ù lên chụp hình với con voi này nọ các kiểu. Ví dụ như tao nói thiệt với bạn, thằng Thái Lan nó hay ở chỗ nó thấy nào đẹp chụp, nó thấy nào đẹp chụp, nó chụp những tấm hình rất tự nhiên, chụp lén mà á. Xong nó lại nó gửi, nói anh có tấm hình đẹp em tặng anh, mày lấy đi, mày lấy đi mày phải tốn tiền cho nó thôi, tùy lòng hảo tâm anh, em thấy thích đẹp anh cho em 100 bạc, còn không em tặng anh làm kỷ niệm. Thằng dân nó bào tới cái độ đó nữa. Việt Nam mình không có đâu. Việt Nam mình hỏi gì nói đó rồi à. Đó, thấy nó bào ghê không? Con voi bào, thằng chủ bào. Tất cả những cái trại sở thú cái gì liên quan tới con vật á là hầu như là du khách nuôi không à. Du khách nuôi không à. Đó, cho voi ăn, cho con trái, thì không sao, cho con nải đi. Nó ngoạm nguyên nải, nó nhét cho cái má nó bên đây nè, phồng lên cục, hồi nhả ra nó trả lại cho con chủ, nó chủ bán tiếp. Nó thiệt với bạn luôn á. Còn về nói về Thái Lan là một thế giới của show, nó có nhiều show lắm. Ví dụ như múa nước, múa lửa hay múa gì đó, rối nước hay là sân khấu nước gì gì đó, đúng không? Làm xong đã đời, hồi xuống dưới, mấy diễn viên á đứng ở dưới, nó chào mọi người, nó chúc mừng, nó bắt tay, nó tạo sẵn một bách rau to đùng như vậy nè, lại chụp hình cho nó tốn 100 bạc. Nó làm sẵn bách rau luôn, chứ không phải như Việt Nam mình đâu, mấy chụp hình toàn tự nhiên không à. Chụp hình toàn tự nhiên, em tới đây anh chụp cho một tấm, cũng nhìn mày mà có lừa tao không? Đúng không? Người ta phải có tâm lý đó chứ. Rồi xong những bệnh không có đâu, nó chuyên nghiệp đàng hoàng, nó để nguyên cái pano to đùng như vậy, ai lừa? Mày phải đứng đây được, mày phải sao mày mới đứng được chứ. Mà trong khi mày là những đứa diễn viên nữa, mày có tài năng nữa, tao chụp hình được chung với người tài năng, đúng chưa? Có nhiều cái vấn đề lắm.
Còn giá dịch vụ nó làm đúng giá, cái đó là rất hay. Nó không có chặt chém tào lao, đồ ăn nó cũng rẻ nữa, đúng không? Nếu mà mình nói Thái Lan là một đất nước mà GDP nó cao hơn Việt Nam thì cái chỉ số sinh hoạt nó phải cao hơn. Đằng này nhiều khi mình nói không biết đúng hay sai, ăn hải sản bên rẻ Việt Nam nữa mà. Ở bên bãi biển Pattaya đó, mà khổ một cái Việt Nam mình mua luôn bãi biển Pattaya đó, từ du khách cho tới người bán. Ở bển bán chỉ có hoa bạc Việt thôi à. Nhiều khi mình nói từ mãn chứ trên đời không có Trung Quốc, chắc Việt Nam là bá chủ. Thằng Indo dân nó cũng đông, không thấy nó đi làm mà. Mà đi qua những bãi biển bên Thái Lan, Pattaya, thấy người phụ nữ Việt Nam miền Tây của mình đó, người ta qua bên đó người ta bán hải sản nhiều lắm. Người ta nói tiếng Việt, nghe nó thân thương lắm. Tự nhiên ở một nơi đất khách quê người, mình thấy một đồng bào của mình kiểu gì chả mua. Mua thoải mái luôn á, mua cho nó chặt luôn á. Mà nó không chặt mình đâu, nó còn bo nữa. Trời ơi má ơi, cái gì nó discount for you, thằng Hoa. Gì mua gì nhớ, gì mua gì nùi luôn. À, trái cây tùm lum la đó. Xong rồi như là 320 bạc, mình trả nó 320, nó không chịu bạn. Má, wow, tưởng đâu nay mà đòi nữa hả? Thôi móc qua 350, nó không chịu, nó trả mình rồi. Mà nó nói tiếng Anh cũng rành, nó chứ nói là gì? Discount. À hiểu rồi, bo phải không? Nó bo ngược ra cho mình bạn. Wow. Ghê không? À, ghê không? Tụi nó làm ăn vậy đó, nên nó nói thật cho bạn. Nếu mà du khách nó đến Thái Lan nó chỉ có khen thôi. Nó chê là nó chê cái gì? Nó chê cái cơ sở vật chất thôi. Đó, nó chê cái đó thôi. Chứ còn nói về yếu tố con người nó không chê được. Duy không chê được yếu tố con người. Con người Duy không tìm được điểm nào để Duy chê á. Thí dụ như người ta không giỏi tiếng Anh thật, nhưng mà người ta nhiệt tình. Thái Lan nó như mình, như bạn, nó không giỏi tiếng Anh không? Mà nó nhiệt tình lắm. Chỉ có mấy thằng Thái thôi, nhiều khi nó có một hai thằng thì nó chảnh chảnh thiệt. À, nó nô cái liệt cứ đi luôn. Nên mình, Việt Nam mình hơn Thái Lan nhiều chứ. Hơn Thái Lan về tự nhiên, thua Thái Lan về con người. Nhưng vấn đề con người thì vấn đề có thể mà cải thiện thời gian. Thì Duy hy vọng với những cái trải nghiệm của Duy thực tế khách quan, thì du lịch Việt Nam có thể nhìn ra một cái gì đó, và người dân Việt Nam cũng có thể nhìn một cái gì đó để đúng đắn hơn cho đất nước chúng ta. Chứ không phải là cái văn hóa tự nhục cái gì của mình là cũng tầm bậy tầm bạ hết, không có đúng. Có thể là cá thể này nó tầm bậy tầm bạ, nhưng không phải dân tộc Việt Nam của chúng ta là tầm bậy tầm bạ. Thì Duy hy vọng sau chuyến đi này Duy sẽ có những trải nghiệm thực tế hơn về những địa điểm du lịch cụ thể trong đất nước Việt Nam. Ngày mai là Duy đi tour miền Tây rồi các bạn. Đi tour mẹt nha. Ngày mai Duy đi tour mẹt miền Tây. Duy phải đi nhiều đó, là Duy trải nghiệm hết du lịch của Việt Nam này, cái điểm nào được và chưa được đó, để góp ý cùng nhau dựng xây để phát triển Việt Nam trở thành một điểm đến gọi là thu hút du khách, từ du khách trong nước tới du khách nước ngoài. Việt Nam chúng ta bây giờ là cất cánh rồi. Tất cả mọi ngành, mọi nghề đều cất cánh. Về cá nhân của BBT phải cất cánh trong bản ghim nha. Xin thân ái kính chào.